thi đăng ký như thế này thì chúng ta chưa hoàn thành xong các bước, chúng ta hãy vào kiểm tra địa chỉ email của mình để chúng ta kích hoạt một lần nữa, tức là kích hoạt cái tính năng, cái gọi là xác nhận, dùng mail xác nhận đó. Thì nếu mà chúng ta vào trong cái hộp mail inbox chúng ta không thấy thì chúng ta hãy vào trong cái hộp mail spam để chúng ta kiểm tra. Thì ba cái mail mà được xác nhận mới nhất thì nó hiện là spam, thì chúng ta mở cái mail spam ra chúng ta mới check vào đây. Thì ở đây các bạn thấy là ba cái email từ ở bên câu lạc bộ triệu phú gửi cho các bạn nó bị rơi vào cái hộp thư spam. Vì vậy bạn hãy chọn cái ba cái email này và remove sang cái hộp mail là hộp mail chính mình bằng cách là bấm not spam. Thế nó đã chuyển về cái hộp mail inbox, trong hai mail trong inbox. Và chúng ta vào trong cái email này để chúng ta kích hoạt, chúng ta lấy chuột vào đó để chúng ta kích hoạt xác, tức là xác nhận cái thông tin mà nãy chúng ta vừa đăng ký xong. Chúng ta chọn là confirm subscription thì nó sẽ đưa cho chúng ta đến một cái trang, gọi là cái trang này là trang chúc mừng chúng ta đã đăng ký thành công. Và trong hộp mail promotion thì cũng đã có nhận được một cái mail là bên câu lạc bộ gửi qua cho chúng ta, và câu lạc bộ cái mail này nó là xác nhận chúc mừng chúng ta đã đăng ký tham gia khóa học thành công. Thì từ nay những thông tin từ khóa học sẽ được gửi trực tiếp cho các bạn qua cái hộp mail là inbox hoặc là hộp mail promotion. Chúc các bạn thực hiện thành công. Xin chào các bạn.